xin chào cả nhà. Hôm nay đây Manh Quay đã về với nhà mình rồi đây. Đây. Và trên tay em đang cầm mẫu đai Manh Quay của hàng xuất khẩu nha cả nhà. Hàng trong nước thì nó sẽ là cái hộp to, còn hàng xuất khẩu nước ngoài thì là chỉ là hộp nhỏ này thôi. Và hôm nay em sẽ giới thiệu cho các cả nhà mình biết cách nhận biết hàng thật và hàng giả nha. Và trên đây là trên tay em đang cầm một cái mẫu mã của hàng xuất khẩu nước ngoài. Và trên đây là có một cái tem mình có thể cào để xem cái mã vạch của nó và xem được số lô và ngày sản xuất. Bây giờ em sẽ đập hộp ngay cho các nhà xem phía trong và cách nhận biết cái hàng thật của nó như thế nào nha cả nhà. Đây là mẫu Diamond White. Phía trên là nó có cái tem này. Và ở trong hộp. Trong hộp thì nó cũng sẽ có cái tem, kèm thêm một cái tem nữa cả nhà. Ở đây thì mình có cái chip này là mình cũng có thể rà và xem được cái số lô và ngày sản xuất của nó. Mình có thể xem giữa hai cái số lô này coi nó có trùng khớp hay không nha cả nhà. Và đặc biệt là trên cái thân chai của mình. Trên cái chân chai của mình nó sẽ có cái ngày sản xuất thuốc ở đây. Và hàng giả thì nó sẽ không có nha cả nhà. Đây là đai Manh Quay nhà em. Hàng mới nha cả nhà. Inbox cho em ngay để được hướng dẫn nha. Đây là phiếu cam kết 100 triệu đồng cho những ai phát hiện ra trong thành phần của thuốc có chất độc hại đến cơ thể nha cả nhà. Bye bye, inbox ngay cho em nha.